Chào anh em, nay tôi sẽ giới thiệu cho anh em cái phần mềm chỉnh sửa tin nhắn. Cái phần mềm này nó có thể được cài đặt vào tất cả những cái dòng điện thoại của anh em như iPhone, Samsung, Oppo. Thì sau đây tôi sẽ test trực tiếp cái phần mềm này cho anh em thấy cái hiệu quả của cái phần mềm này như thế nào. Để đảm bảo clip mang tính khách quan thì tôi sẽ bật cái đồng hồ chạy rơi này. Đấy, thì cái đồng hồ chạy rơi này nó sẽ chạy xuyên suốt trong quá trình test phần mềm để đảm bảo cho anh em video sẽ không bị cắt ghép, không bị chỉnh sửa. Anh em cứ để ý cái đồng hồ chạy rơi này. Đấy, nó chạy giây này, phút này anh em nhá. Đấy, bây giờ tôi sẽ vào Zalo, tôi sẽ gửi một số nội dung tin nhắn, sau đó đấy, tôi sẽ để qua 1-2 phút sau tôi chỉnh sửa để đảm bảo cho anh em cái khung giờ gửi đi và chỉnh sửa nó vẫn giữ nguyên cái mốc thời gian ban đầu anh em nhá. Đấy, tôi sẽ vào Zalo. Đấy, tôi sẽ ghi một cái số nội dung tin nhắn là lô anh em nhé. Đấy, tôi sẽ ghi là lô này. 22 33 44 55 anh em nhé, nhân 5.000 điểm đánh lớn luôn anh em nhé, có sân chơi anh em đánh lớn luôn. Đấy, 5.000 điểm anh em này. Nick nó là Hoa Vinh anh em nhé, lô 2233 4455. Đấy, anh em chú ý tôi cái khung giờ gửi anh em nhé. Đấy, bây giờ tôi sẽ bắt đầu gửi sang này, Hoa Vinh này. Đấy, mốc thời gian anh em này. Đấy, tôi sẽ cho anh em nhìn rõ cái mốc thời gian. Mốc thời gian là 13:42 hôm nay anh em nhé. Đấy, lô 22334455. Đấy, 13:42. Đấy, thì tôi sẽ mở cái máy của chủ lô. Đấy, đấy anh em này. Đấy, nick Zalo là Hải anh em nhé. Đấy, tôi sẽ cho anh em xem là 13:42 hôm nay. Đấy, 11 tháng 1 anh em nhé, 2020. Đấy, nick Zalo Hải. Thì thông thường anh em nhé, chủ lô họ sẽ copy này, copy lại dán vào ok lại cho mình anh em nhé. Anh em xem này. Đấy, rõ nét căng luôn anh em nhé, gửi sang này. Đấy, bên máy chủ lô đã nhận, bên máy phần mềm mình sẽ nhận được cái chữ ok lại của họ anh em nhé. Đấy, tôi mở cho anh xem này. Chữ ok lại của họ này. Đấy, nick Hòa Vinh vào lúc giờ anh em này, 13:43 anh em nhé. Bây giờ tôi sẽ ghi một cái nội dung tiếp theo là đề 66 anh em nhé, nhân chơi lớn luôn anh em nhé. Đề 66 nhân 5 triệu đây anh em nhé. Đấy, 5 triệu này. Anh em nhé. Đây, tôi sẽ gửi sang máy chủ lô này. Máy chủ lô đã nhận được cái tin nhắn là đề 66 5 triệu. Đấy, tôi sẽ bắt đầu là thông thường chủ lô thông thường họ vẫn sẽ copy lại anh em nhé. Với cái phần mềm này anh em có sân chơi anh em yên tâm, ok lại này. Đấy, anh em này, bắt đầu tôi gửi sang này. Đấy, anh em nhìn nhá, tôi gửi sang này, ok. Đấy, tôi sẽ cho anh em xem cái nội dung tin nhắn trước khi chưa chỉnh sửa anh em nhé. Đấy, Hoa Vinh Hải anh em nhé. Đấy, lô 22334455 vào lúc 12:42 ngày hôm nay. Đấy, 4443 anh em xem nhé, nội dung trước khi chưa hình rửa, nick Zalo này. Đấy, thì tôi sẽ để đây một vài phút sau anh em nhé, để tôi sẽ chỉnh rửa để đảm bảo cho anh em. Đấy, cái thời gian nó sẽ không bị thay đổi anh em nhé. Đấy, bây giờ là 4 phút này. Đấy, tôi sẽ để là 5 phút rưỡi anh em nhé, để 45 phút 30 giây tôi sẽ chỉnh sửa để đảm bảo cho anh em khung giờ đã nhảy sang khung giờ khác. Đấy, anh em nào có nhu cầu cài đặt phần mềm
Anh em liên hệ trực tiếp vào số 0916 5144. Khu vực anh em ở miền Bắc, anh em qua bến xe Mỹ Đình. Công ty có cơ sở cài đặt cho anh em ở gần bến xe Mỹ Đình. Khu vực miền Nam, anh em qua bến xe miền Đông, anh em vào cơ sở, anh em cài đặt phần mềm và test phần mềm trực tiếp. Khu vực bên nước ngoài, trung tâm có những đội ngũ nhân viên cao cấp đấy, xâm nhập vào máy của anh em, cài đặt cho anh em. Ok, anh em chuyển phí anh em nha. Đấy, khu vực ở trong nước thì chúng tôi luôn luôn mong muốn anh em lên cơ sở, anh em cài đặt phần mềm và test phần mềm trực tiếp. Đấy, gặp chúng tôi sẽ tư vấn cho anh em kỹ về cái phần mềm, cách chơi anh em nhé. Anh em cứ lên trực tiếp. Đấy, bây giờ 5 phút 26 rồi. Đấy, tôi sẽ để là đúng 5 phút 30, đấy, 40 anh em nhé. Anh em nào muốn biết thêm chi tiết về phần mềm, anh em truy cập với website phần mềm chỉnh sửa tin nhắn.net, anh em hiểu rõ hơn cách chơi, cách sử dụng phần mềm anh em nhé. Anh em truy cập vào phần mềm chỉnh sửa tin nhắn.net. Đấy, 5 phút 50 anh em nhé. Tôi để lên 6 phút đi để tôi chỉnh sửa. Thì phần mềm này chỉnh sửa cực kỳ đơn giản. Anh em chỉ cần vào cái phần mềm mà chúng tôi cài đặt sẵn cho anh em. Đấy, sau đó anh em ghi lại cái nội dung, ví dụ như vừa nãy là mình ghi là 22334455 66. Đấy, thì anh em sửa con 66 thì anh em chỉ xóa con 66 thôi, anh em thêm vào cái con số kết quả ra. Đấy, anh em gửi lại thì máy sẽ tự đồng bộ hóa giữa hai máy thay đổi anh em nhé. Sau đây tôi sẽ vào phần mềm tôi thay đổi con số anh em nhé. Đấy, anh em chú ý bên máy chủ lô này nó sẽ không sáng đèn anh em nhé. Đấy, bắt đầu tôi thay đổi này. Đấy, em chú ý bên máy chủ lô này. Đấy, vừa rồi tôi đã chỉnh sửa xong, quan trọng bây giờ tôi sẽ mở hai máy ra. Đấy, xem cái nội dung tin nhắn đó có được thay đổi không, cái thời gian của giữ nguyên cái mốc thời gian mình bắt đầu chỉnh sửa, bắt đầu gửi không anh em nhé. Đấy, bây giờ tôi sẽ mở tin nhắn ra. Đấy, tôi sẽ vào Zalo này. Đấy, tôi sẽ vào Zalo anh em nhé. Đấy, Hải này, nick Hải anh em nhé. Đấy, tôi sẽ mở Zalo ra này. Đấy, tôi sẽ cho anh em đấy, nick là Hoa Vinh và Hải đấy, anh em nhé. Đấy, tôi sẽ mở ra này. Bây giờ tôi sẽ cho anh em thấy cái sự thay đổi của phần mềm nó chuẩn xác như nào anh em nhé. Anh em nhìn rõ ràng này. Đấy, 13:42 hôm nay. Đấy, vào ngày là 11. Đấy, ngày mùng 1 tháng 1 2020 anh em nhé. Đấy, rất rõ ràng mùng 1 tháng 1 2020. Lô đã được thay đổi 5758 anh em nhé. Lô đã được thay đổi này. Đấy, mùng 1 tháng 1 đã được thay đổi 5758 5960. Đấy, đề 31 5 triệu. Thời gian 13:43 này, 13:44 này, anh em so sánh hai máy anh em nhé. Đấy, hoàn toàn trùng khớp. Với cái phần mềm công nghệ này, anh em có sân chơi, anh em tạo được sân chơi thì đảm bảo cam kết cho anh em giành chiến thắng tuyệt đối anh em nhé. Có sân chơi là anh em giành chiến thắng. Thì cảm ơn anh em đã xem clip.